Hoàng tập giảm cân. Mẹ thấy Hoàng quá béo. Mẹ Hoàng kêu Hoàng phải giảm cân. Thế là Hoàng đi tập thể dục. Hoàng đi tập võ. Lúc đầu Hoàng tập võ quá yếu. Nhưng ai ngờ Hoàng đá vào mặt người hướng dẫn. Hoàng sợ quá liền chạy ra ngoài. Hoàng lại tập chạy. Nhưng Hoàng lại gặp một đàn chó. Hoàng lại chạy về nhà. Mẹ Hoàng thấy chó chạy vào nhà liền cho bọn chó ăn xiên. Hoàng lại chạy đi. Ngày hôm sau Hoàng cảm thấy hết sợ. Hoàng lại đến sân thể dục. Bỗng Hoàng gặp một đám giang hồ giỏi võ. Ông Bụt xuất hiện và cho Hoàng ba lựa chọn. Một là bị giang hồ đánh chảy máu nhưng gặp may mắn. Hai là bị giang hồ cướp hết tiền và bị ép buộc phải làm theo giang hồ. Hoàng bực quá không chọn nữa. Nhưng ông Bụt cho một lựa chọn mạo hiểm nữa. Nụt nói, con sẽ xuống địa ngục và giang hồ lên thiên đàng nhưng con sẽ trở nên mạnh mẽ. Hoàng đồng ý với lựa chọn này và được đưa xuống địa ngục. Hoàng được đưa đến gặp Satan. Quỷ Satan bắt đầu dạy võ cho Hoàng. Hoàng tập múa kiếm như Folotino. Rồi Hoàng tập phòng tôm quyền đấm phát chết luôn. Cuối cùng là tập nhảy siêu cao. Hoàng nhảy lên thiên đình. Hoàng giả làm người trên thiên đàng. Hoàng hỏi tên bọn giang hồ. Chúa Giêsu nói có Phát và Tuấn. Hoàng xử Tuấn. Rồi Hoàng si băm chiêu làm Phát cũng bay màu theo. Si băm đi, Hoàng tung trưởng bắn tế lây làm Tuấn và Phát bay màu. Hoàng phá nổ tung luôn thiên đàng. Quỷ Satan rất hài lòng. Hoàng nhận cúp võ màu đỏ tắp một thế giới. Hoàng đứng trên đỉnh của địa ngục.